Để làm được một chú bò như thế này, phụ huynh cần hướng dẫn và chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau: một chiếc găng tay túi bóng, một chiếc bút dạ đen, một chiếc cốc giấy đã được đục sẵn một lỗ nhỏ, một chiếc ống hút, và cuối cùng không thể thiếu được đó là một chiếc dây chun. Vậy bây giờ phụ huynh cùng quan sát trên màn hình xem các cô giáo hướng dẫn như thế nào nhé. Cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm đâu của chú bò. Cô sẽ trải găng tay túi bóng ra mặt bàn và dùng bút màu đen để vẽ mắt, mũi, miệng cho chú bò. Cô sẽ vẽ mắt cho chú bò bằng một nét cong tròn khép kín to. Tiếp theo, cô vẽ một nét cong tròn khép kín nhỏ hơn ở phía dưới nét cong tròn cô vừa vẽ. Rồi cô di kín màu vào nét cong tròn nhỏ. Để cho mắt của chú bò đẹp thêm, cô vẽ thêm hai nét móc nhỏ phía bên trên làm mi mắt. Vậy là cô đã vẽ được mắt của chú bò rồi. Các con biết chú bò có mấy mắt nhỉ? À đúng rồi, chú bò có hai mắt đấy. Vậy bây giờ cô sẽ vẽ thêm mắt còn lại nhé. Tiếp theo sẽ đến mũi bò. Mũi bò cô vẽ vào một nét cong tròn to ở phía dưới của hai mắt. Sau đó cô vẽ hai chấm tròn bên trong hình tròn tượng trưng cho mũi của chú bò. Chúng mình quan sát xem cô vẽ gì nhỉ? À vừa rồi là cô vẽ miệng của chú bò đấy. Cô vẽ bằng một nét cong nhỏ và hai nét xiên ở hai đầu để tượng trưng cho miệng bò. Vậy là cô đã vẽ xong phần đầu của chú bò rồi. Tiếp theo đến phần thân bò, cô sẽ dùng chiếc cốc giấy, sau đó cô di các đốm màu trên thân cốc bằng cách di xoay tròn tạo thành các đốm nhỏ. Thật đơn giản đúng không các con? Và chúng mình sẽ di thật nhiều đốm đen để giống như những chú bò sữa nhé. Vậy là cô đã vẽ xong phần thân rồi đấy. Bây giờ cô sẽ ghép phần đầu và phần thân lại với nhau. Cô ghép bằng cách cô mở găng tay ra, chùm lên miệng cốc. Rồi lấy dây chun buộc cố định lại. Chúng mình nhớ chú ý phần lỗ thủng trên cốc phải quay về phía sau nhé. Sau đó cô sẽ nhét các phần trên của găng tay vào trong hành cốc. Tiếp theo, cô dùng ống mút cắm vào lỗ thủng ở trên thân cốc. Các con ơi, để tạo được chú bò vui nhộn như thế này thì các con phải làm gì nhỉ? À, phải thổi đấy các con ạ. Và bây giờ chúng mình cùng quan sát cô Hằng sẽ thổi chú bò vui nhộn này nhé. Một tay cô sẽ giữ chiếc cốc, một tay cô cầm ống hút, cô thổi thật mạnh. Ô, đẹp quá. Và cô nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều bạn sẽ tạo hình được những chú bò còn đẹp hơn đấy. Các con ạ, để tạo được những chú bò vô nghĩa như thế này, chúng mình có thể làm cùng bố mẹ hoặc anh chị em của chúng mình. Sau đó các con sẽ gửi video hình ảnh lại cho các cô nhé. Và một điều chúng mình cần phải lưu ý đó là sau khi tạo hình xong chú bò, chúng mình nhớ rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn thân ma sạch. Cô tin rằng tất cả các con sẽ thành công. Cô xin chào và tạm biệt các con.